Vậy nãy thấy bà đó, bà gánh bà giác cái tàu lá thốt nốt á, cái đó là rất là đẹp. Nếu mà nằm ở trong cái khung này nè, cái khung hình như thế này á, mà thấy cái bóng mà trồng cây thốt nốt. Chùa giữa mấy sư đó đổ rác đi quay vậy đó, mình quay đó, mình không có quay cái cảnh mình dàn dựng á, rồi mình quay lấy cái cảnh tự nhiên á, nó rất là khó. Là những cái khung hình mà thật đẹp á thì mình phải canh á, mà không phải lúc nào cũng có. Còn nếu mà chụp hình mà ấy dàn dựng thì dễ rồi, kiếm người mình thuê người đứng ấy chụp thì nó dễ. Còn mà quay mấy cái cảnh tự nhiên, nó bên đây cái ruộng bên đây nó không không có nhiều loại cỏ, nó chỉ có vài ba loại thôi mà nó khô. Hôm nay mặt trời cũng khá khá mà không có ai hết, không có cảnh người đi. Vậy nãy thấy bà đó, bà gánh bà giác cái tàu lá thốt nốt á, cái đó là rất là đẹp. Nếu mà nằm ở trong cái khung này nè, cái khung hình như thế này á, mà thấy cái bóng mà giác cái tàu lá thốt nốt là rất là đẹp. Nhưng mà bà về sớm quá là đâu có cái ánh mặt trời như này, mà vừa mới thấy đó là bà đi ngang qua là hết à, mình mất cái cơ hội này á. Cái này là thì kêu bằng khói lam chiều đó, người ta đốt rác đó, khói nó chiều cái làm như nó nặng đó. Cái bầu không khí nó nặng đó, cái khói nó không bay tỏa ra mà nó bay là nằm ở dưới vậy nè. Như đám mây, như đám mây sương mù. Cái cảnh mà chiều mà có màu vậy nè, cũng không phải bữa nào cũng có. Có bữa không. Cây cây mấy cây này, cây thốt nốt nhỏ nhỏ nè. Cây nhỏ nhỏ này chứ cũng 5-6 năm rồi đó. Còn mấy cây lớn nè, hai mấy ba chục năm không. Mấy sư đốt rác đây nè. Thì đốt rác là khói nó lên, nó bay lên và nó không có lên cao, nó bay nằm là ở dưới đất.
Đó, cái này mà có người đi cái trong cái chỗ này là rất là đẹp. Nó có cái nền màu đỏ màu vàng vậy đó. Lên hình rất là đẹp. Cái sự đốt rác ba mẹ con. Chơi cho mấy đứa nhỏ
liền kìa. Thành lui vô mấy. Anh lui ta thôi. Thành lui nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.